Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi bản tin bất động sản Thái Nguyên. Sau đây sẽ là những tin tức bất động sản mới cập nhật. Mời quý vị cùng theo dõi. Một trong những điểm quan trọng của luật đất đai 2024 là bỏ khung giá đất cũ, thay vào đó bảng giá đất được xác định sát với thị trường, căn cứ trên mục đích, thời hạn sử dụng đất, thông tin đầu vào, các yếu tố khác ảnh hưởng. Đây là căn cứ để tính tiền sử dụng, thuê, thuế sử dụng đất, thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tính lệ phí quản lý, tiền mặt, bồi thường khi vi phạm trong lĩnh vực đất đai và giá khởi điểm để đấu giá. Bởi bảng giá đất mới, vì sát giá với thị trường sẽ làm tăng chi phí liên quan đến đất đai như giải phóng mặt bằng, đền bù thu hồi đất, thuế phí liên quan đến đất. Trong khi tiền sử dụng đất thường chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phí của dự án nhà ở, giao động từ 7 đến 20% với dự án chung cư cao tầng và từ 25 đến 50% với dự án biệt thự liền kề. Mức này giữa các dự án có sự khác nhau do phụ thuộc vị trí, điều kiện thuận lợi của hạ tầng kỹ thuật, còn chi phí bồi thường tài sản trên đất thường chiếm tỷ trọng không đáng kể, khoảng 2% trong chi phí đầu tư xây dựng. Năm 2024, tổng kế hoạch vốn đầu tư công của tỉnh Thái Nguyên được Thủ tướng Chính phủ giao là trên 5.612 tỷ đồng, Hội đồng Nhân dân Ủy ban Nhân dân tỉnh giao trên 9.299 tỷ đồng. Với quyết tâm giải ngân đạt 100% vốn theo kế hoạch, tỉnh xác định phương châm triển khai tốt, giải ngân nhanh, điều hành linh hoạt, thực hiện đảm bảo kịp thời hiệu quả phù hợp với tình hình và yêu cầu thực tiễn. Kết quả giải ngân vốn đầu tư công là tiêu chí quan trọng đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu và các tập thể, cá nhân liên quan. Kết quả giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh tính từ đầu năm đến hết tháng 8 năm 2024 đạt trên 2.993,3 tỷ đồng, trong đó thanh toán kế hoạch vốn năm 2024 là 2.785,5 tỷ đồng, đạt 49,6% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao. Việc giải ngân vốn đầu tư công không đạt kết quả như kỳ vọng là do một số dự án trên địa bàn gặp khó khăn vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư, di chuyển hệ thống hạ tầng kỹ thuật còn chậm. Trong tháng 8 năm 2024, toàn tỉnh Thái Nguyên cấp mới đăng ký kinh doanh cho 134 doanh nghiệp với số vốn đăng ký 740 tỷ đồng, cấp điều chỉnh thay đổi cho 302 doanh nghiệp, cấp phép thành lập 71 đơn vị trực thuộc. Tính chung 8 tháng năm 2024, toàn tỉnh cấp mới đăng ký kinh doanh cho 742 doanh nghiệp với số vốn đăng ký 6.345 tỷ đồng, cấp điều chỉnh thay đổi cho 1.436 doanh nghiệp, cấp thành lập 466 đơn vị trực thuộc, có 98 doanh nghiệp giải thể và 333 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động. Như vậy, đến thời điểm này, toàn tỉnh có 10.463 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký trên 150.647 tỷ đồng. Lũy kế đến nay trên địa bàn toàn tỉnh có 215 dự án FDI còn hiệu lực với tổng số vốn đăng ký đạt 10,79 tỷ đô la Mỹ. Thưa quý vị, thời gian qua, cấp ủy chính quyền huyện Phú Lương đã linh hoạt quyết liệt triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đẩy mạnh thu hút đầu tư, qua đó tạo nguồn lực phát triển kinh tế xã hội, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn là hai trong nhiều dự án được cấp phép đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện Phú Lương giai đoạn 2021-2023. Dự án xây dựng siêu thị Aloha Mall và dự án khu dân cư Thành Nam trên địa bàn thị trấn Đu, huyện Phú Lương đang được đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để triển khai theo đúng kế hoạch. Dự án khu dân cư Thành Nam có quy mô là 5,56 hectare, được chấp thuận chủ trương đầu tư từ tháng 6 năm 2020 tháng 6 năm 2023 đến nay thì chúng tôi đã cơ bản về triển khai giải phóng mặt bằng đã cơ bản đã xong rồi. Hiện tại đang làm các thủ tục về về phê duyệt dự án đầu tư và giao chuẩn bị công tác giao đất để tiến hành thi công ở cơ sở hạ à tầng. Trong quá trình làm triển khai dự án đây thì công ty đã được sự đồng hành hỗ trợ của tất cả các cơ quan chính quyền địa phương đặc biệt là ủy ban nhân dân huyện và thị trấn ủy ban nhân thị trấn Du đã phối hợp cùng với công ty để tuyên truyền vận động nhân dân và được, được bà con nhân dân rất là đồng thuận đồng ý giải phóng mặt bằng đến nay hiện tại là được đã, cơ bản là xong hết toàn bộ diện tích giải phóng mặt bằng để thu hút được các doanh nghiệp chủ đầu tư thời gian qua huyện phú lương coi công tác quy hoạch là nhiệm vụ hàng đầu các cấp chính quyền đã chỉ đạo các phòng đơn vị thực hiện tốt công tác quy hoạch theo hướng đồng bộ đảm bảo sử dụng hiệu quả các tiềm năng lợi thế và nguồn lực đất đai của địa phương Đến nay Phú Lương đã hoàn thành lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và đang tập trung hoàn thành quy hoạch vùng huyện, quy hoạch chung của 11 xã thị trấn, lập và phê duyệt 15 đồ án quy hoạch khu dân cư, khu đô thị, 3 khu trung tâm thương mại dịch vụ, hai cụm công nghiệp và hai khu nông nghiệp công nghệ cao. Huyện Phú Lương thì cái kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội cũng còn nhiều lạc hậu. Từ cái nguồn lực nội tại của địa phương thì cũng rất là hạn chế, cho nên chúng tôi một trong những cái nội dung đặc biệt chú trọng đấy là thu hút các cái nguồn lực của khu vực ngoài nhà nước muốn thu hút được doanh nghiệp thì có lẽ là cái quan trọng nhất chính là cái sự thân thiện chính là cái tinh thần thái độ của đội ngũ cán bộ công chức hệ thống chính trị đối với các doanh nghiệp. Đồng hành với nhà đầu tư, huyện Phú Lương cũng đã quan tâm tổ chức đối thoại với doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ khó khăn. Riêng năm 2023, huyện đã tổ chức hai hội nghị đối thoại, 11 cuộc họp để trao đổi tháo gỡ khó khăn cho các dự án, nhà đầu tư, doanh nghiệp, 15 hội nghị hỗ trợ pháp lý xúc tiến thương mại, chuyển đổi số cho 36 doanh nghiệp, hợp tác xã cùng với đó xác định cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, từ năm 2021 đến nay, huyện Phú Lương đã phân bổ trên 5,5 tỷ đồng đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, bộ phận một cửa cấp huyện và cấp xã, tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ về cải cách hành chính, trang bị chữ ký số đến 100% cán bộ làm việc tại bộ phận một cửa và người có thẩm quyền ký văn bản của cơ quan nhà nước. Thông qua những giải pháp thiết thực cụ thể, từ năm 2021 đến nay, huyện Phú Lương đã thu hút được 48 dự án ngoài ngân sách, trong đó có 12 dự án đã và đang triển khai, giải phóng mặt bằng thi công, 36 dự án đang khảo sát lựa chọn nhà đầu tư. Các dự án này góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tăng thu ngân sách cho địa phương. Thưa quý vị, là một trong những khu đô thị hiện đại, sang trọng, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật bậc nhất tại Thái Nguyên. Chủ đầu tư khu đô thị Gravilla, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên đã luôn quan tâm đầu tư các hạng mục tiện ích phục vụ cộng đồng dân cư tại đây. Hiện tại khu đô thị Gravilla đã có một nhà sinh hoạt cộng đồng được trang bị đầy đủ các thiết bị nội thất, âm thanh, ánh sáng nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu tổ chức các hoạt động tập thể của cư dân sinh sống tại khu đô thị. Từ khi mà chuyển về khu đô thị Cloud Villa này sinh sống thì chúng tôi nhận thấy là ở khu đô thị Cloud Villa này chủ đầu tư cũng đã rất quan tâm đã cung cấp những cái tiện ích mà phải nói thực sự là nó trở thành một cái khu dân cư đáng sống và chúng tôi cảm thấy là là là, là chủ đầu tư cũng đã thực hiện đúng theo những cái cam kết cũng như là là, là đưa ra một cái chất lượng cuộc sống cho cư dân. Vừa qua, chủ đầu tư khu đô thị Crown Villa cũng đã hoàn thiện, xây dựng và đưa vào khai thác thêm các tiện ích như bể bơi, sân bóng rổ, sân bóng đá cỏ nhân tạo, khu tập thể dục thể thao ngoài trời tại tiểu khu Hermes. Các công trình này được cư dân đón nhận nhiệt tình, mang lại nhiều lợi ích về sức khỏe, thư giãn cho người dân. Tôi thấy là không chỉ mình tôi đâu mà tất cả cư dân ở trong Crown đều rất là hào hứng và cảm thấy rằng đây là một cái môi trường rất là tốt. Đặc biệt là mỗi buổi chiều là các gia đình là tham gia chơi bóng đá, trẻ em thì chơi bóng rổ. Và như gia đình tôi là thường xuyên đưa con và cũng bơi hàng ngày ở đây. Nhất là trong những cái ngày hè vừa rồi thì bể bơi ở tiểu khu Hermes lúc nào cũng đông cư dân. Và mọi người có một cái không gian để sinh hoạt, thể thao, giải trí và thư giãn rất là hiệu quả sau mỗi một ngày làm việc. Trong thời gian tới, chủ đầu tư khu đô thị Grand Villas sẽ tiếp tục triển khai xây dựng các công trình tiện ích khác như bể bơi vô cực một tòa nhà với phòng sông hơi, khu tập gym, cà phê nhằm phục vụ tốt hơn nữa nhu cầu của cư dân để Coral Villas luôn là khu đô thị kiểu mẫu, đáng sống của mọi cư dân. Đến đây, bản tin bất động sản Thái Nguyên của Đài Phát thanh truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Agribank chi nhánh tỉnh Thái Nguyên hân hạnh tài trợ chương trình này.